Đây là video hướng dẫn thay đổi thông tin tài khoản trên hệ thống quản lý kho hàng điện tử trên EWMS. Để thay đổi mail nhận IDO, e-booking, đăng ký, hủy đăng ký dịch vụ và chỉnh sửa thông tin công ty xuất hóa đơn trước khi thanh toán phí trên hệ thống EWMS, khách hàng có thể dễ dàng tự thao tác trong tài khoản của mình. Bước 1. Sau khi đăng nhập EWMS, khách hàng vào mục thông tin doanh nghiệp bằng cách nhấn vào biểu tượng hình người và ổ khóa ở bên phải trên cùng của website. Bước 2. Khách hàng có thể cập nhật lại tên đầy đủ của công ty cả tiếng Việt và tiếng Anh, email, số điện thoại cũng như địa chỉ. Lưu ý! Trong mục thông tin tài khoản cá nhân, vui lòng chỉ nhập một email. Địa chỉ này sẽ nhận thông tin tài khoản và mã xác thực từ hệ thống kho vận gửi về. Sau khi thay đổi thông tin mail, khách hàng sẽ phải xác thực để lưu dữ liệu. Ngoài ra, cần cung cấp đầy đủ thông tin địa chỉ nhận EDO, e-booking, chuyển đại lý và file hóa đơn điện tử 72 giờ sau khi thanh toán thành công trên hệ thống EWMS trong một cấu hình email. Hệ thống cho phép khách hàng cập nhật nhiều email, được viết cách nhau bởi dấu phẩy hoặc dấu chấm phẩy. Hiện tại hệ thống EWMS đang cung cấp hai dịch vụ cho tài khoản mẹ của đại lý và doanh nghiệp xuất nhập khẩu là gửi kèm mã bảo mật khi phát hành lệnh EDO e-booking và gửi tự động lệnh e-booking qua email. Khách hàng có thể đăng ký hủy đăng ký dịch vụ bằng cách tích hay bỏ tích vào ô trống trước loại hình dịch vụ. Hệ thống sẽ hiện thông báo nhằm xác nhận lần nữa, khách hàng chỉ cần ấn đồng ý và chọn lưu lại là hoàn tất thao tác. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ. Tổng đài Tân Cảng Sài Gòn 18001188. Zalo OA Saigon Newport Corporation. Group Facebook đồng hành cùng Tân Cảng Sài Gòn.